Waco Corp, tên cũ Hyundai Wacotec, là tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc chuyên sản xuất các dòng sản phẩm về máy lọc nước, lõi lọc và màng lọc sợi rỗng. Từ năm 2021, Waco Corp đã được FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, chứng nhận các dòng sản phẩm như máy lọc nước Model HQ9, lõi lọc và màng lọc sợi rỗng Membrane Filter, đạt tiêu chuẩn thiết bị y tế loại 1. Wacotec là thương hiệu các dòng sản phẩm máy lọc nước, lõi lọc và màng lọc sợi rỗng nhập khẩu trực tiếp từ Waco Corp về thị trường Việt Nam. Tra cứu trên trang web chính phủ của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, như sau. Bước 1. Vào website www.fda.gov. Bước 2. Chọn mục Medical Device. Bước 3. Chọn mục Device Registration and Listing Database. Bước 4. Điền từ Waco vào ô Establishment or Trade Name và bấm Search. Tại đây ta có thể thấy các thông tin chứng nhận FDA đối với các sản phẩm của Waco Corp.